mùa giải mới đã bắt đầu, và Nam Định đã có một khởi đầu không thể hoàn hảo hơn, với 6 điểm sau hai trận đấu. Điều đó khiến cho giấc mơ lần đầu tiên vô địch của đội bóng Thành Nam được nhen nhóm đáng kể. Tuy nhiên, để trở thành một ứng cử viên nặng ký trong cuộc đua vô địch mang tính đường trường, thì đội bóng này còn phải cải thiện rất nhiều. Cần biết rằng, hai bại tướng vừa qua của Nam Định là các ứng cử viên xuống hạng, gồm Quảng Nam và Khánh Hòa, chứ không phải đối thủ cùng có tham vọng leo cao. Việc nhận 3 bàn thua trước hai ứng cử viên xuống hạng cho thấy những vấn đề đáng quan ngại trong hệ thống phòng ngự của Nam Định. Cần biết rằng ở chặng đường phía trước, đoàn quân của ông Vũ Hồng Việt đều đa số sẽ phải đối đấu với các đối thủ rất mạnh hoặc chí ít cũng có những ngoại binh sắc sảo, có khả năng chấp thời cơ tốt hơn hẳn so với các chân sút của Quảng Nam hay Khánh Hòa. Khi ấy, mối nguy cho khung thành của đội bóng Thành Nam sẽ lớn hơn, nên sẽ không dễ dàng mơ về chuỗi bách chiến bách thắng kéo dài nếu không có sự điều chỉnh kịp thời để có thể tạo nên hệ thống phòng ngự kỷ luật chắc chắn hơn. Tuy nhiên, Nam Định đã cho thấy họ đã chọn đúng người, nếu nhìn vào các màn trình diễn của các tân binh, chưa ghi bàn thắng, nhưng Văn Toàn đang cho thấy sự thích ứng đáng khích lệ trong màu áo của đội chủ sân Thiên Trường. Sự tác hợp với tiền đạo Gia Fenson được ví như cá gặp nước, khi chân sút này đang chơi thực sự bùng nổ. Ba bàn thắng sau hai trận đấu là con số không thể đòi hỏi nhiều hơn ở Gia Fenson. Nam Định có thể mừng nếu nhìn vào các con số thống kê về bàn thắng và điểm số còn để trở thành một ứng cử viên nặng ký trong cuộc đua vô địch mang tính đường trường thì đội bóng này còn phải cải thiện rất nhiều